được bác sĩ Dương Quỳnh Hồng Phong, chuyên khoa tiêu hóa, phòng khám đa khoa Dạng Phước sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức phòng tránh bệnh viêm loét dạ dày. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Phong, trước hết thì bác sĩ Phong có thể chia sẻ để khán giả rõ hơn là bệnh viêm loét dạ dày gây nên do đâu? Bệnh viêm loét dạ dày thì có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà thường người ta tập trung vào bốn nhóm nguyên nhân lớn. Nguyên nhân đầu tiên là thường là do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Nguyên nhân thứ hai là khi mà sử dụng một số loại thuốc, ví dụ thuốc kháng viêm nonsteroid hoặc là corticoid. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba là chế độ ăn uống, chúng ta ăn quá nhiều thức ăn chua, cay, cà phê, rượu, thuốc lá. Và nguyên nhân thứ tư là do cái chế độ làm việc căng thẳng, stress thường xuyên cũng là những nguyên nhân gây viêm loét dạ dày. Dạ thưa bác sĩ, những triệu chứng nào để người bệnh có thể nhận biết khi bệnh vừa khởi phát ạ? Các cái triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày thì bao gồm bệnh nhân sẽ đau bụng vùng trên rốn, đau bụng âm ỉ hoặc đau quặn lên từng cơn. Cái triệu chứng thứ hai là bệnh nhân cảm giác là buồn nôn, nôn ói, ăn lình xình, khó tiêu, mau no. Và có thể bệnh nhân khó chịu và sụt ký cũng là những cái nguyên nhân của bệnh lý dạ dày. Thông thường thì Phương Nguyên thấy là thường người ta bị đau dạ dày nhẹ thì đến các tiệm thuốc để mua thuốc tự uống thôi chứ không cần phải đi bác sĩ. Thế thì những trường hợp nào thì chúng ta nên đưa đến bệnh viện và can thiệp bằng phẫu thuật ạ? Đa số các bệnh lý về dạ dày thì thường là điều trị ngoại trú. Chúng ta chỉ đưa bệnh nhân đến bệnh viện khi đã có biến chứng. Các biến chứng thường gặp của bệnh lý dạ dày bao gồm xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày hoặc loét hành tá tràng. Biến chứng thứ hai là thủng dạ dày do loét. Cái biến chứng thứ ba có thể là loét lâu ngày nó làm hẹp môn vị, thức ăn không thể xuống được. Và cái nguyên nhân thứ tư phải đưa đến là khi mà bệnh nhân thấy có sờ được khối u trên bụng thì cũng nên những trường hợp đó nên đưa đến bệnh viện. Và đối với bệnh này thì y học hiện đại ngày nay hiện đã có những phương pháp điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Cái biến chứng thường gặp nhất của bệnh lý dạ dày là xuất huyết tiêu hóa. Thì đối với học hiện tại thì thường không cần phải can thiệp bằng ngoại khoa mà thường sẽ can thiệp qua nội soi. Bác sĩ sẽ sử dụng một ống soi đưa vào dạ dày và khi mà tới ổ loét, bác sĩ sẽ cầm máu ổ loét, có thể là chích cầm máu, kẹp cầm máu hoặc là đông máu bằng laser. Và Phương Nguyên cũng muốn biết là đối với bệnh viêm loét dạ dày, nếu như chúng ta không chữa trị kịp thời thì sẽ gây ra những biến chứng như thế nào ạ? Như lúc nãy đã trình bày thì các cái biến chứng của bệnh viêm loét dạ dày thì bao gồm là xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, hẹp môn vị và ung thư dạ dày. Dạ thưa bác sĩ, đối với những bệnh nhân đã mắc bệnh này thì sau khi phẫu thuật có cần lưu ý những điều gì không ạ? Đối với những bệnh nhân đã phẫu thuật cầm máu ổ loét hoặc là phẫu thuật cắt khối u thì điều đầu tiên sau khi phẫu thuật chúng ta phải sử dụng cái phác đồ diệt vi trùng HB để tránh loét tái phát hoặc ung thư tái phát. Về chế độ ăn của bệnh nhân sau phẫu thuật thì chúng ta phải hạn chế những cái thức ăn quá nhiều chất kích thích như chua, cay, cà phê, rượu, thuốc lá, ăn những thức ăn loãng dễ tiêu. Và sau khi phẫu thuật thì chúng ta có cần phải tái khám nhiều lần không ạ? Thường thì sau khi phẫu thuật thì chúng ta sẽ tái khám định kỳ theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Phong ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin vừa rồi đã giúp chúng ta phần nào yên tâm hơn với những phương pháp điều trị hiệu quả của y học. Tuy nhiên là điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta cần quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống bằng chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Bởi vì điều đó không những tốt cho việc phòng tránh bệnh đường tiêu hóa mà còn sẽ ngăn ngừa được mọi bệnh tật khác nữa quý vị ạ. Và đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mọi ý kiến xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.